Để lựa chọn vớ suy giãn tĩnh mạch gối thì mình đo và sử dụng như thế nào ha. Hôm nay nhờ hai bạn kỹ thuật chia sẻ cả nhà mình vài thông tin. Mình sẽ đo hai vòng. Cái vớ này của nước nào em? Dạ vớ này Becela là hàng thương hiệu của Đức. Cái này mình sử dụng khoảng được bao lâu? Dạ cái này vớ suy giãn tĩnh mạch này hàng sử dụng sạc được 1 năm. Tức là mình sử dụng mỗi ngày. Và mình giặt giũ thì nó có khó không em? Dạ khi mình dùng hàng ngày nó dơ thì mình giặt bằng tay. Và phơi trong mát. Giặt bằng tay và phơi trong mát mà sử dụng mỗi ngày thì có thể được khoảng 1 năm. Có cái vòng cổ chân. Đầu tiên đo cổ chân ha. Vòng thứ nhất ở cổ chân nè. Đó, mình dùng thước dây. 20 ạ. Rồi, vòng thứ hai. Vậy là 31 ạ. Mình đo ở bắp chân dưới gối ha. Rồi sau đó mình sẽ tra vào cái bảng hoặc là mình liên lạc với kỹ thuật viên để mình nhờ lựa size. Ở đây mình có 21 cổ chân và 32 ở cái bắp thịt, mình lấy size M1. Mình đeo suốt ngày hay là mình đeo khi nào em? Dạ cái này vỡ suy giãn tĩnh mạch mình nên đeo nguyên một ngày để điều trị suy giãn tĩnh mạch. Nó gồm có hai chiếc ha. Trước tiên á thì mình sẽ đeo cái vớ dẫn vào để nó không có dướng mấy ngón chân của mình nè. Rồi sau đó mình sẽ trồng cái vớ suy giãn tĩnh mạch bắp chân. Rút ra khá dễ dàng. Rồi mình sẽ đeo bên còn lại. Cái này thì giá sản phẩm như thế nào em? Dạ giá này là 750. 750 cho một, dạ, một đôi hai cái. Này sản xuất tại Đức luôn ha. Dạ. Cái màu này nó cũng giống như vớ thông thường nên là mình vẫn có thể đeo đi làm mà khó ai phân biệt được, đó là vớ trị bệnh ha. Cả nhà thấy nếu mà như các bạn nữ mà ngồi văn phòng mình cũng có thể đeo vớ này một cách thoải mái, mình có thể sử dụng hàng ngày được nè. Bạn Sơn vừa chia sẻ với cả nhà mình đeo vớ y khoa gối khá dễ dàng ha, và nó cũng khá là đẹp đối với các bạn nữ mà ở văn phòng. Cả nhà mình có thể gọi điện trực tiếp cho Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nghe để biết thêm thông tin chi tiết về các loại vớ y khoa, các cách lựa chọn.